nội dung chi tiết sau. Khảo sát phương án bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng bộ tỉnh. Tiêu hủy số lượng lớn tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Chuyên mục bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có phóng sự nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Bình do đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát xây dựng phương án bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, công an các đơn vị địa phương liên quan. Qua khảo sát, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương có liên quan cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự tại vị trí đón đoàn đại biểu, khách mời, lộ trình di chuyển các phương tiện, vị trí tập kết xe ô tô các đoàn đại biểu, khách mời, đảm bảo thông suốt các vòng chốt bảo vệ, vị trí các vòng chốt bảo vệ, chủ động nắm chắc tình hình, dự phòng các tình huống đột xuất xảy ra trên tinh thần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của đại hội. Đoàn cũng đã đến kiểm tra thực địa tại một số cơ sở lưu trú của đại biểu tham dự đại hội và bàn các phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức khóa tập huấn kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ nữ chủ chốt cấp huyện, thị xã, thành phố. Khóa tập huấn có sự tham dự của 140 nữ cán bộ chủ chốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ ở 8 huyện, thị xã, thành phố. Lớp tập huấn cung cấp những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ cả cấp. Khóa tập huấn tập trung vào 4 chuyên đề chính, bao gồm nâng cao nhận thức và nhận diện vấn đề giới, vấn đề chung về lãnh đạo quản lý và phẩm chất năng lực cần thiết của nữ lãnh đạo quản lý, kỹ năng vận động, kỹ năng phân công ủy quyền, kỹ năng thông tin phát biểu và tranh luận của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đây là dịp để các cán bộ nữ chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố được cung cấp thêm kiến thức về giới và kỹ năng nhằm tìm các phương án phù hợp để nâng cao chất lượng nữ cán bộ lãnh đạo quản lý trong thời gian tới. Hội người mù tỉnh vừa tổ chức khóa học nâng cao kỹ năng sống cho hội viên người mù trên địa bàn tỉnh. Tham gia khóa học có 24 học viên đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong thời gian từ 2 đến 3 tháng, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung kiến thức như định hướng đi lại, phục hồi chức năng cơ bản và bồi dưỡng kỹ năng sống, trang bị những kiến thức xã hội thiết yếu, tư vấn hướng nghiệp, tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể. Ngoài ra, các học viên cũng sẽ được hướng dẫn chuyên sâu về xoa bóp, bấm huyệt, giải phẫu thần kinh, xương khớp, phòng và điều trị một số chứng bệnh như đau nửa đầu, vai gáy, đau thần kinh tọa và phục hồi chức năng sau tai biến. 202 công dân thành phố Đồng Hới trở về từ Đà Nẵng vừa hoàn thành thời gian cách ly y tế. Trong thời gian 14 ngày thực hiện cách ly tập trung, các công dân được bố trí nơi ăn ở, được theo dõi y tế, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, các công dân được đảm bảo đầy đủ các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chế độ trợ cấp hàng ngày theo quy định. Qua hai lần lấy mẫu xét nghiệm, 100% công dân tại khu cách ly tập trung đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và có sức khỏe bình thường. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, sau khi hoàn thành cách ly tập trung, các công dân được khuyến cáo tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại gia đình, chấp hành nghiêm các quy định hướng dẫn của y tế địa phương. Đoàn kiểm tra liên ngành vừa tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2020. Đoàn đã đến kiểm tra tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm với số lượng lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Mặt hàng trọng tâm được đoàn tập trung kiểm tra đó là bánh trung thu, bánh kẹo, sữa, nước ngọt. Qua kiểm tra cho thấy về cơ bản các cơ sở sản xuất kinh doanh đã chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm. Một số lượng lớn hàng hóa do lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tịch thu được trong thời gian qua vừa được các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy. Theo đó, toàn bộ số hàng hóa gồm thực phẩm các loại, găng tay bảo hộ lao động và đồ chơi trẻ em có tổng trị giá trên 280 triệu đồng đã được các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình tiêu hủy tại bãi rác chung Đồng Hới Bố Trạch. Bằng phương pháp tiêu hủy thủ công, phân chia thành từng loại nên toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được tiêu hủy hoàn toàn. Số rác thải sau khi tiêu hủy được giao cho các đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định về vệ sinh môi trường. Ngoài tiêu hủy số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng nhập lậu nói trên, thì từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng quản lý thị trường cũng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hàng trăm vụ vi phạm với số hàng hóa tịch thu được khá đa dạng, gồm lương thực, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ chơi trẻ em, giày dép, quần áo, túi sách, bia, rượu, nước giải khát, hàng điện tử, điện lạnh, v.v.
Thưa quý vị và các bạn, bão số 5 tuy không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Bình, nhưng ảnh hưởng của cơn bão đã khiến 9 người dân trên địa bàn cả huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Minh Hóa, Tuyên Hóa bị thương. Nguyên nhân là do trượt ngã trong khi chăng chống nhà cửa. Bên cạnh đó, hiện có 62 người đi rừng ở hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa hiện chưa thể liên lạc được. Trong đó có 2 người đều ở bản Cảo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa. 2 người này đã đi rừng khoảng 20 ngày chưa trở về nhà. 60 người khác ở các xã Thường Hóa, Trồng Hóa và Hòa Sơn, huyện Minh Hóa. Cũng do ảnh hưởng của bão số 5, đã có 15 nhà ở của người dân ở xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa đã bị tốc mái. Mưa lớn cũng đã khiến một số đoạn đường trên địa bàn tỉnh bị ngập, sỏi lở, chia cắt tạm thời. Hiện chính quyền địa phương, các đơn vị ban ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão. Ngay sau ảnh hưởng của cơn bão số 5, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình và Trung tâm Công viên Cây Xanh Đồng Hới đã kịp thời bố trí lực lượng, nỗ lực thu gom các cành cây, các tỉa, rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan đô thị trên địa bàn toàn thành phố. Các đơn vị đã huy động 100% quân số và phương tiện, tăng cường tần suất làm việc nhanh chóng, thu gom rác thải và chỉnh trang đô thị, tiếp tục hoàn thành công tác chăng chống, cắt tỉa hệ thống cây xanh năng tàn có nguy cơ gãy đổ để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, chỉnh trang gia cố hệ thống điện trang trí trên các tuyến đường chính và khu vực trung tâm thành phố. Theo kế hoạch, năm nay Trung tâm Công viên Cây Xanh Đồng Hới trang trọng gần 3.900 cây xanh, cắt tỉa gần 1.000 cây cao tán, thấp tán có nguy cơ gãy đổ do mưa bão. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Chuyên mục bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có phóng sự nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật cho người dân các xã vùng đệm. Thưa quý vị và các bạn, để kết nối quy tụ và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên, huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Lệ Thủy đã thành lập câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp huyện Lệ Thủy với sự tham gia của 70 thành viên. Tuy mới đi vào hoạt động hơn một năm nay, nhưng với tinh thần tình nguyện, cộng đồng hỗ trợ, câu lạc bộ thực sự là mái nhà chung để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, liên kết sản xuất và làm giàu chính đáng. Là một kỹ sư xây dựng, tuy nhiên khi quyết định về quy lập thân lập nghiệp, anh Nguyễn Văn Trung ở xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy lại chọn nghề chăn nuôi để khởi nghiệp. Năm 2015, anh Trung đã đầu tư 1,2 tỷ đồng để xây dựng hệ thống chuồng nuôi khép kín có hệ thống làm lành. Đây là một trong 4 mô hình chăn nuôi lớn quy mô và hiện đại nhất trên địa bàn tỉnh, được cấp chứng chỉ Việt Gáp. Mỗi năm, trang trại của anh cung cấp cho thị trường trên 3.000 con lợn thịt. Để tiêu thụ nông sản sạch cho bà con nông dân, anh đã đầu tư cửa hàng tiêu thụ nông sản sạch Vũ Trung. Nhận thấy cái khu vực Lệ Thủy của mình đây là cái tiềm năng về đất đai, rồi nguồn nước, về tất cả mọi thứ rất phù hợp cho chăn nuôi và trồng trọt. Thì em đã chọn mô hình là nuôi heo chuồng kín để mà khởi nghiệp. Thì ban đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng với cái quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình thì em đã cũng có gặt hái được một số thành công nhất định. Rồi khi tham gia với câu lạc bộ khởi nghiệp của Lệ Thủy thì một số anh em mới tham gia thì có thể là kinh nghiệm chưa có, rồi có thể khó khăn trong một số vấn đề khi mới khởi nghiệp, thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho một số bạn mới. Không chỉ anh Trung mà nhiều thành viên câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp là những điển hình về sản xuất kinh doanh. Họ tự nguyện tham gia vào câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp với ý chí làm giàu từ chính bản lĩnh và tinh thần của người trẻ, không sợ vấp ngã, không sợ khó khăn. Hiện nay câu lạc bộ có 50 mô hình đang hoạt động hiệu quả với sự đa dạng về ngành nghề, phong phú về sản phẩm, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi, du lịch. Trong đó, phải kể đến các mô hình nông nghiệp mới có hiệu quả như nuôi ong trên cát, nuôi ếch, cá chinh, nuôi bồ câu Pháp, mô hình trồng măng tây, chanh tiểu quý, vân vân. Mình cũng có một cái hướng là đi đâu rồi cũng sẽ trở về miền đất mình để mà mình làm ăn, để mà mình phát triển cái kinh tế về lâu về dài. Đó, nên thì rất là cũng cố gắng để sử dụng những cái gì mà mình có trong cái khả năng của mình làm tốt và phát triển kinh tế. Từ năm 2019 đến nay, đã có nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy được hỗ trợ thông qua các chương trình, kênh vốn khác nhau.
trong đó có 14 mô hình được hỗ trợ tem, nhãn mác sản phẩm. 4 mô hình được hỗ trợ trực tiếp nguồn vốn gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm của địa phương. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tiếp tục là kết nối một nối với các cái phòng ban chức năng của huyện để rồi là tiếp tục là hoàn thiện các cái mẫu hồ sơ về các cái sản phẩm của thanh niên mà chưa được làm nhãn mác sản phẩm cũng như là tem truy xuất nguồn gốc của sản phẩm thì chúng tôi tiếp tục là đề xuất để hoàn thiện cái nhãn mác liên quan để rồi tham gia vào cái đề án mỗi xã mỗi sản phẩm của huyện. Rồi là tiếp tục là phối hợp để rồi hỗ trợ các cái mô hình kinh tế của thanh niên theo cái đề án hỗ trợ thanh niên huyện Lệ Thủy khởi nghiệp giai đoạn 2019-2025 và đề xuất với là tỉnh đoàn hỗ trợ thêm một số cái mô hình được vay vốn của kênh 120 của Trung ương đoàn. Những thành viên tham gia với câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp đều trên tinh thần tình nguyện cùng đồng hành và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Mục tiêu mà câu lạc bộ đang hướng tới là thành lập các hợp tác xã khởi nghiệp, găng tay khởi nghiệp và cà phê khởi nghiệp mang dấu ấn của thanh niên. Nhằm chuyển giao quy trình chăn nuôi vịt giống mới, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Bình đã thực hiện mô hình chăn nuôi giống vịt siêu thị Start 53 theo hướng an toàn sinh học để đánh giá khả năng thích nghi sinh trưởng và phát triển của giống vịt này đối với điều kiện nuôi ở Quảng Bình. Mô hình được triển khai từ tháng 6 năm 2020 tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh với 4 hộ dân tham gia, quy mô 3.000 con vịt giống siêu thị Star 53. Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức tập huấn giúp các hộ chăn nuôi nắm vững kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh cho đàn vịt, cấp phần giống vịt và vaccine, thuộc thú y, hóa chất xả trùng cho các hộ chăn nuôi. Mô hình triển khai trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, cộng với việc mưa giông đột ngột gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng phát triển của đàn vịt. Tuy vậy, tỷ lệ vịt sống của mô hình đạt cao gần 94%. Vịt sinh trưởng tốt, chỉ sau hơn 2 tháng nuôi đã có thể xuất bản. Trọng lượng bình quân đạt 3,4 kg mỗi con, vừa chỉ theo yêu cầu mô hình. Lợi nhuận ước đạt 54,5 triệu đồng cho 4 hộ tham gia mô hình. Kết quả mô hình cho thấy giống vịt Star 53 thích nghi với điều kiện nuôi và khí hậu tại tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trong nông nghiệp là giải pháp tối ưu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tạo ra các sản phẩm an toàn. Vì vậy, Hội nông dân tỉnh đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích các hội viên đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào phát triển sản xuất kinh doanh. Để góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, cả các hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh giai đoạn 2020-2025, phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân. Hiện nay toàn tỉnh có 25 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 18 mô hình trồng trọt, 3 mô hình chăn nuôi, 3 mô hình thủy sản, 1 mô hình lâm nghiệp. Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Lê vừa tiến hành bàn giao một cá thể khỉ vàng cho Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật. Cá thể khỉ vàng này có trọng lượng 4 kg, được ông Đoàn Đức Thuần, chủ tại tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hòa, tỉnh Quảng Bình tự nguyện giao nộp. Trước đó, cá thể khỉ vàng này được gia đình ông Thuần nuôi nhốt 8 năm nên có những biểu hiện nguy hiểm thuộc nhóm 2B theo quy định tại nghị định số 32 ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Sau khi tiếp nhận, cá thể khỉ vàng này sẽ được các cán bộ Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc theo dõi trước khi trả về với môi trường tự nhiên. Thưa quý vị và các bạn, vùng đệm của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có hơn 65.000 người dân sinh sống, trong đó có hơn 11.000 người là đồng bào các dân tộc thiểu số như Vân Kiều, Chất, Dục, đời sống kinh tế còn thấp, nhận thức về việc chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên còn nhiều hạn chế. Vì vậy, những năm qua, Ban Quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chủ trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân các xã vùng đệm, để từ đó phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý vườn trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Đây là một buổi tuyên truyền của Ban Quản lý dự án rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng cho nhân dân bản Niều, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.
Tại đây, hàng chục người dân trong bản đã được các cán bộ của dự án tuyên truyền một số nội dung về luật lâm nghiệp 2017, bộ luật hình sự 2015, một số nghị định của chính phủ về lĩnh vực lâm nghiệp và bảo vệ động vật hoang dã. Các quy định của pháp luật được truyền tải một cách ngắn gọn bằng các hình ảnh trực quan sinh động giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu. Xác định cái hình thức tuyên truyền mà tốt nhất cho người dân đó là tuyên truyền trực quan, tức là khi mà chúng tôi tổ chức cái hội nghị tuyên truyền tới thôn bản á, mà cái đối tượng tuyên truyền chúng tôi là những người đồng bào á, thì chúng tôi xác định cái tài liệu và cái cách tuyên truyền mà làm sao đó mà trực quan sinh động để cho người dân dễ hiểu. Như vừa rồi đấy, chúng tôi tổ chức cái hội nghị tuyên truyền tập trung về bảo vệ động vật hoang dã, thì chúng tôi chỉ tập trung này, những loài động vật nào mà người dân săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết, nuôi nhốt, tàng trữ, những cái loài động vật nào thì phải chịu pháp luật hình sự, tức là phải đi tù. Thì nói để người dân biết, người dân tránh và cũng vận động những người thân trong gia đình họ là chấp hành các cái pháp luật. Từ năm 2016 đến nay, Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã triển khai trên 760 đợt tuyên truyền cho hơn 400 lượt thôn bản với gần 2.400 lượt người dân tham gia. Nội dung tuyên truyền được xây dựng sát thực, dễ hiểu, phù hợp với tình hình thực tế của từng thôn bản và quan điểm, chiến lược, kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là đã trực tiếp tham mưu cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền, tập huấn nhằm giúp cho bà con, đồng bào dân tộc nâng cao được cái nhận thức trong cái công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo vệ cái di sản, và căn cứ vào cái điều kiện thực tế về cái nhận thức cũng như cái tập quán của bà con đồng bào dân tộc để mình xây dựng một cái kế hoạch cho nó sát, giúp bà con tiếp cận dễ biết, dễ nhớ và dễ hiểu cái điều gì mà pháp luật cấm, thì cũng khuyên bà con, vận động bà con không nên tham gia thực hiện vào đấy, thì để cho bà con nhận thức cho nó đúng đắn để cùng góp sức chung tay với cái lực lượng Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Phong Nha để bàn bảo vệ cho nó tốt. Kiểm lâm thì tuyên truyền cho biết để mà không bắt động vật trong rừng hoặc là không phá chặt cây, thì đốt rẫy nương phải đúng cái quy định. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cũng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, lồng ghép các nội dung tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học thông qua các cuộc họp thôn bản trên hệ thống loa truyền thanh và các tổ bảo vệ rừng, các nhóm bảo tồn thôn bản. Cán bộ các trạm kiểm lâm đóng chân trên địa bàn cũng thường xuyên về tận cơ sở, đi đến từng hộ gia đình để trực tiếp tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc của từng gia đình để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, tạo dựng được sự tin tưởng của bà con. Nguyện và Phong Nha Kẻ Bàng thì họ tuyên truyền, và đến từng hộ gia đình tuyên truyền thì nói chung cùng bà con chấp hành theo mệnh lệnh, cũng không vô rừng phá rừng vì hoang động vật hoang dã cũng ít, không săn bắn. Qua cả cái đợt tập huấn đúc rút lại những cái vấn đề tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, thì thấy là qua những cái đợt tập huấn rồi thì cái nhận thức cũng như cái trách nhiệm của bà con là được nâng lên rõ rệt, và bà con cũng đã thấu hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc bảo vệ rừng nói chung và bảo vệ cái di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng. Ngoài nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, không lấn chiếm đất rừng, thông qua công tác tuyên truyền đã giảm thiểu đáng kể các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, vườn quốc gia từ cộng đồng thôn bản, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có thói quen sống phụ thuộc vào rừng. Bên cạnh đó còn cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong khu vực vườn quốc gia. Từ đó cùng với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng chung tay bảo vệ nguyên vẹn những giá trị nổi bật của di sản thiên nhiên thế giới một cách bền vững. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 19 ngày 20 tháng 9. Khu vực thị trấn Đồng Lê, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 65 đến 99%. Khu vực thị trấn Quy Đạt,
mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 67 đến 100%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng. Nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm 68 đến 98%. Khu vực thị trấn Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 66 đến 99%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày hưởng nắng. Nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm 68 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày hưởng nắng. Nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm 67 đến 98%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày hưởng nắng. Nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm 65 đến 97%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng. Nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm 67 đến 98%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét, biển bình thường. Dự báo thời tiết, đêm 20, ngày 21 tháng 9, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 58 đến 98%.